Một năm Covid buồn bã nữa đã qua, 2022 đã đến thật rồi. Mọi người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, mong yên vui sức khỏe đến mọi nhà. Hai năm Covid con luôn mong ngóng, biết bao giờ được trở lại trường lớp. Ba mẹ lo lắng học online thế kia, chỉ sợ rằng con sẽ không tập trung. Bài khó biết kêu ai, mạng lát biết kêu ai, sợ chẳng ghi đủ bài, kiểm tra thì sợ ăn con hai. Giờ muốn ôn tập bài, tìm học mãi chưa ai, cùng cố gắng sang năm học cha mẹ cha sẽ yên tâm. Bao lo toan bộn bề cho qua, sang năm sau ta cùng bứt phá. Đừng quên là có học mấy học nha, đâu anh cùng con học giỏi tại nhà. La 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 la. Tết năm nay Tết online vẫn vui mà. Dịp năm mới Nhâm Dần, Học Mãi Tiểu Học xin gửi lời chúc đến các bậc phụ huynh, các em học sinh một năm mới bình an, vạn sự như ý. Chúc các bạn học sinh học tập tốt, đạt thành tích cao và luôn vui vẻ nhé. Học Mãi Tiểu Học, cùng con bứt phá, 90 chẳng xa.